Vừa qua tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN NPC và ký thỏa thuận phối hợp hoạt động đoàn giữa Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Đoàn Thanh niên EVN. Trong những năm qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, nhiều chương trình hoạt động đoàn gắn với công tác chuyên môn, an sinh xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tập đoàn nói chung và tổng công ty nói riêng. Dù đã chuyển về sinh hoạt cùng tập đoàn, nhưng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty vẫn là cầu nối phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Khối và Đoàn Thanh niên Tập đoàn nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động đoàn thể. Vì vậy, để cụ thể hóa những kế hoạch hành động trong thời gian tới, tại buổi lễ ngày hôm nay, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Đoàn Thanh niên EVN đã thống nhất ký thỏa thuận phối hợp hoạt động đoàn với trọng tâm là phối hợp thực hiện các nội dung về công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong doanh nghiệp và công tác truyền thông an sinh xã hội.